Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020 có những nội dung chính sau. Quảng Bình tích cực, bình tĩnh phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ngư dân huyện Bố Trạch ra quân khai thác đánh bắt thủy hải sản. Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế Quảng Bình vừa tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, nhằm ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngành y tế Quảng Bình tích cực chuẩn bị nguồn nhân lực, phương tiện và trang thiết bị y tế, tăng cường hoạt động giám sát các đối tượng có dấu hiệu nghi mắc bệnh, thành lập các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng trực 24/24 giờ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phòng chống dịch bệnh, tránh gây hoang mang dư luận. Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, huyện Bố Trạch đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phòng chống dịch bệnh. Tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các trường học, chợ và những nơi tập trung đông người. Các địa phương có lao động làm việc tại Trung Quốc phải theo dõi sát sao công tác lưu trú, dừng tổ chức các lễ hội đầu năm trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa cũng vừa khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các xã, thị trấn, tăng cường hoạt động giám sát dịch bệnh, đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh, bố trí kinh phí và huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị y tế để phòng chống dịch bệnh. Trong những ngày này, nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế và các nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đó là Quầy thuốc Hồng Ninh, cổng bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình phát miễn phí 850 khẩu trang y tế. Viettel thị xã Ba Đồn phát miễn phí 2.000 khẩu trang y tế. VNPT thị xã Ba Đồn phát miễn phí 600 khẩu trang y tế. Đoàn thanh niên phường Ba Đồn phát miễn phí 600 khẩu trang y tế. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng với cộng đồng phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, huyện Tuyên Hóa đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, huyện Tuyên Hóa đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chỉ đạo các trạm y tế trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế Tuyên Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona trên địa bàn và đã chỉ đạo các trạm y tế giám sát các trường hợp người lao động tiếp xúc với người Trung Quốc, đặc biệt các đối tượng lao động ở Trung Quốc trở về có biểu hiện ho sốt để mà giám sát cách ly và báo cáo lên y tế tuyến trên để có biện pháp xử lý kịp thời. Lãnh đạo đơn vị trực tiếp về để chỉ đạo các cái xã mà tiếp giáp với biên giới, các xã nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, đường xuyên Á, có cái biện pháp theo dõi và giám sát kịp thời các cái đối tượng, các cái phương tiện qua lại. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus corona. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh, huyện Tuyên Hóa đã triển khai các hoạt động giám sát y tế đối với những người đi và về từ vùng dịch, những người có triệu chứng nghi mắc bệnh, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị và nguồn nhân lực. Hiện tại thì đơn vị đã chủ động mua sắm bổ sung các phương tiện, vật tư, hóa chất, thuốc men để cũng như máy móc để triển khai công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên do cái nhu cầu của người dân cũng như các cái trường học, các đơn vị trên địa bàn để mà phun tẩm khử độc tiêu trùng, thì với cái lượng hóa chất hiện tại, phương tiện máy móc hiện tại thì chắc chắn là không thể là đáp ứng được cái nhu cầu của người dân cũng như các đơn vị, các trường học. Như vậy thì cùng đơn vị cũng rất khó khăn và mong muốn các cấp, các ngành, các đơn vị chức năng hỗ trợ đơn vị các phương tiện máy móc hóa chất để phục vụ tốt hơn công tác phòng chống dịch.
Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa đã chuẩn bị khu vực cách ly phục vụ cho công tác thu dung và điều trị khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh. Bệnh viện trực tuyến là thành lập một cái ban chỉ đạo gồm các đồng chí trong ban giám đốc với các phòng chức năng phòng chống dịch. Cái thứ hai là thành lập một hai cái tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ cho tuyến dưới khi có dịch xảy ra, chuẩn bị các cái thuốc men đến là dịch truyền về các cái vật dụng cần thiết chẩn đoán điều trị khi có là bệnh nhân nghi ngờ hoặc là bệnh nhân bị sốt do chẩn đoán do corona vào viện. Chỉ đạo toàn bộ cán bộ bệnh viện là tuyên truyền phổ biến cho bệnh nhân cũng như là thân nhân người bệnh đến viện khám bệnh điều trị biết được là cái bệnh corona để tự mình là phòng chống. Ngành y tế huyện Tuyên Hóa khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin để có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip hướng dẫn cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Sau đây tôi sẽ rửa tay ạ. Sử dụng dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế ạ. Ở các cái hộ gia đình mà chưa có cái dung dịch sát khuẩn có thể là sử dụng các cái dung dịch xà phòng rửa tay cũng được. Với người dân thì nên rửa tay vào các cái thời điểm trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi cầm nắm các cái vật dụng cụ bẩn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách đeo khẩu trang. Thì đây là khẩu trang y tế là đã được tiệt trùng. Thì ngoài ra thì ở ngoài thì còn có các cái loại khẩu trang y tế mà chưa được tiệt trùng. Thì về cách hướng dẫn thì đầu tiên là mở bao khẩu trang. Khẩu trang là có hai mặt, mặt ngoài, mặt trong ạ. Thì tuy là khẩu trang thì khẩu trang này thì mặt ngoài là màu xanh, mặt trong màu trắng. Đây là phần thép được đặt vào khẩu trang, được sử dụng để là xác định là nằm ở phía trên của khẩu trang. Và mục đích là sau khi đeo để áp sát vào là phần mũi của mình để ngăn cho các cái vi khuẩn đi vào ạ. Thì mặt trong là chúng ta sẽ đeo là áp sát vào mặt của mình, là dùng hai cái dây thun hai bên là đeo ra sau tai. Thì phần có gòng thép là để ở phía trên mũi, còn phần còn lại là một phía dưới, kéo gòng thép vào, kéo phần còn lại là lên trên và xuống dưới, áp sát gòng thép vào mũi của mình, rồi là dùng tay kiểm tra và xem thử có khẩu trang đã ôm kín mắt được chưa. Việc đeo khẩu trang đúng cách sẽ góp phần ngăn chặn các vi khuẩn và các mùi bẩn mà gây bệnh cho chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với 4 tổ chức chính trị xã hội để ủy thác cho vay. Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt trên 3.200 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ. Năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp thực hiện nghiêm túc các hợp đồng ủy thác đã ký kết. Trong đó, chú trọng các nội dung thực hiện của hội đoàn thể cấp xã đối với việc tuyên truyền các nhiệm vụ cho vay, quản lý nguồn vốn hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn và hộ vay. Thực hiện giao ban định kỳ, trao đổi thông tin giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức nhận ủy thác để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay. Xác định xây dựng nông thôn mới là nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2020, huyện Lệ Thủy sẽ tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng khang trang, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đến nay, toàn huyện có 423 lượt tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn, có 19 xã đạt 19 tiêu chí, một xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Năm 2020, huyện Lệ Thủy sẽ chỉ đạo xã Sen Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Những năm qua, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã được nhiều kết quả tích cực. Cả cấp bộ đoàn đã tập trung thực hiện cả công trình thanh niên xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cảnh quan môi trường, tham gia phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực nông thôn. Cả cấp bộ đoàn đã triển khai 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 28 công trình thanh niên cấp huyện và trên 3.400 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi bật là xây dựng 17 nhà nhân ái cho các cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 2 cầu dân sinh, 2 giếng khoan thanh niên, 2 sân bóng chuyền, 27 km công trình thắp sáng đường quê,
tu sửa đường nông thôn, sơn sửa hàng rào nghĩa trang trường học, xây dựng 20 sân chơi cho thiếu nhi. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã vận động các nguồn lực tổ chức khởi công xây dựng khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Các công trình phần việc thanh niên thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia đảm nhận những công trình phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. Thời gian qua, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đi vào nền nếp. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 50 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Năm 2019, công tác kiểm tra kiểm soát việc sản xuất kinh doanh cây giống được thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Năm 2019, toàn tỉnh sản xuất được 24 triệu cây giống lâm nghiệp để phục vụ trồng rừng. Tỷ lệ giống được kiểm soát đạt 94,3%. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, cả địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ ra quân khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có hơn 250 tàu cá đánh bắt ra bờ. Các tổ hợp tác trên biển của xã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, hỗ trợ nhau vươn khơi bám biển. Ngày đầu ra quân, các ngư dân đã thể hiện tinh thần hăng hái, phấn khởi chuẩn bị cho vụ khai thác thủy hải sản bội thu. Năm vừa qua thì nói chúng thì đánh mùa mang chẳng chứa được là bội thu cho lắm, ngư dân cũng rất nhiều khó khăn. Mong muốn chuyển biển đầu năm của năm 2020 này thì cũng bội thu và có năm ăn cũng đạt kết quả tốt. Hiện nay, huyện Bố Trạch có hơn 1.000 tàu cá có động cơ, trong đó có khoảng 350 tàu có công suất lớn tham gia đánh bắt ở các ngư trường xa. Năm 2019, sản lượng khai thác đánh bắt thủy hải sản của huyện đạt hơn 22.000 tấn, trong đó có nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế như tôm, mực, cá ngừ, cá cơm, mang lại nguồn thu nhập khá cho các lao động làm nghề đi biển. Sau cái Tết Nguyên đán của dân tộc thì bà con ngư dân trên địa bàn huyện là tổ chức cái lễ phát động ra quân khai thác thủy sản nhằm động viên rồi bà con ngư dân bám biển khai thác thủy sản và là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bà con ngư dân cũng là quyết tâm sẽ là khắc phục những khó khăn thách thức về điều kiện thời tiết, quyết tâm là đánh bắt là sẽ là đạt được cái sản lượng vượt cả cái chỉ tiêu của năm 2020. Hy vọng mùa biển mới, ngư dân huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn khơi bám biển để phát triển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.